Bạn bữa nay thì mình lại quay trở lại với cái miếng vườn của nhà hàng Tính, là cái vườn cóc này cả nhà. Cái bữa hổm mấy cái video trước là đi bắt cá thì khá là lâu rồi mình không có quay lại vườn. Mình có bữa hổm là mình đi tham gia vô, mình đi bẻ cóc phụ hàng Tính đó. Thì bữa nay thì mình quay lại thì mình kêu hàng Tính sẵn có dịp bữa nay là mình gọi việc hơi sớm rồi cả nhà. Mình đi bắt cá thì mở cửa cho chú Hùng vô. Thì nước đó, nó còn đang rất là nhiều cả nhà, cho nên anh em mình ngồi đây ăn trái cây, ăn cóc với được chú Năm đứa em đó. Bữa nay sẽ có tham gia là có thằng Tiến nè, anh Quỳnh. Thì cái tiếng xe Hùng đang chạy tới cả nhà. Nhà thấy không, bây giờ mình ăn có hai loại cóc này cả nhà. Một loại cóc già, một loại cóc non. Thì cóc già ăn thì là nó sẽ ngọt hơn, nhưng mà nó lại có cái hạt. Còn cóc non thì ăn sẽ chua hơn. Nãy giờ thì anh em mình ăn hết một trái ổi rồi nè cả nhà. Ở đây được 2-3 trái ổi. Tiếng bây giờ nó ăn rồi xơi. Con Quỳnh thì nó ăn tới xôi bột mồm một miếng luôn cả nhà. Thằng chồng có Quỳnh nó vô tới để làm như nó sầu não đồ đời. Ăn mà thánh thần là cho ăn xôi bột. Bột gì? Bột mồm. Chủ vườn để đứng ra là kia rồi. Hùng còi lại xuất hiện nữa nghe cả nhà. Thì anh em mình giờ đang ngồi chờ nước, mà không biết nước thì nó đang khá là nhiều, không biết chừng nào nó mới cạn nữa, cho nên để coi nước nó cạn thì anh em mình sẽ đi săn bắt nha cả nhà. Cũng khá là lâu rồi anh em mình không có đi bắt cá lại bằng kích điện cả nhà. Bữa nay thì cả nhà thông cảm cho anh em mình nha, cũng quay trở lại đi bắt cá bằng kích điện lại. Tại vì tác mà bằng thủ công truyền thống như trước thì khá là lâu, lâu lắm cả nhà. Với thêm cái nữa là mất là nhiều thời gian và công sức. Còn bây giờ thì nhà ai hầu như là nói nhà ai thì Tính nó la, nó nói thôi chuyện của mình thì mình lo, đừng nói chuyện của người ta chắc cô chú phiền. Nhưng mà ở dưới quê thì chủ vườn mà gọng hơi nhiều đều có ăn cái để bắt cá để ăn cả nhà. Để hạn chế cái việc là mình phải xài tiền á, tại vì làm vườn á thì cũng phải tranh đi lại thằng đó kìa hái. Em nó nướng hai con ốc. Cả nhà thấy đốt bếp lửa không? Ngon lành. Ngoài xa không em đấu lỗi ra được đâu bác. Tiếng thì đang nhổ lông con chim. Ôi ngon lành quá cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, ngon lành. Mời cả nhà mình nha. Chút xíu anh em mình đốt cái bếp lửa sẵn để hơi coi có cá hay có gì đó thì nướng ăn luôn nha cả nhà. Bữa nay thì anh em mình đi săn ngoài vườn của thằng Tính. Ngon lành, mời cả nhà mình nha. Ngon lành. Thơm ngon người cả nhà. Tôi đấy không chạy được nữa. Giờ tôi ăn liền. Hay rồi, đi xuống kia. Đây cả nhà, mình anh em mình. Mời cả nhà nha. Ngon lành, anh em mình bữa nay có một buổi cắm chạy, không phải cắm chạy mà cắm gốc cóc. Ở đây cả nhà thấy rằng Sơn nó nướng thêm một con chim nữa đây cả nhà thấy không? Đủ thì chấm mấy muối. Chấm mấy muối đây nè cưng. Nè. Ở đâu có nó ốc bu mà trong ấy mà. khoai, ngon. Nó làm chân Tính luôn con chà. Con bự đó, con bự để đâu? Con bự cho bá chín rồi đó Sơn. Con bự cho bá chín rồi, đừng có cãi, nó khét rồi. Trời ơi, con bự nó chín. Đâu rồi, cây đâu rồi? Hai dĩa hai con. Cái điện khoan nó quay, nó nói rồi cái. Trời ơi, ngon lành. Cảm ơn cưng. Anh em mình bắt đầu đi bắt cá rồi cả nhà. Bắt tiêu rồi Quỳnh ơi. Cũng khá lâu mới quay lại chết hết á. 20 ngày không Tính? Chúng ta mấy mình còn ngưng đi bắt cá cũng lâu lâu rồi. Trời ơi, lúng dữ vậy đó. Cái nhà coi nè. Mới đi chút xíu mình mẩy nó chà nhẹp cho nó bắt có con ốc không vậy đó.
Trời ơi, cái nhánh cây nó cốc nè. Trái nè. Hết sức rồi. Để tôi coi con nội ra, nãy giờ tôi chờ tôi múc con mắt luôn rồi cả nhà ơi. Đây, đây nè cả nhà, cái thành quả đầu tiên đi từ hồi nãy giờ muốn hết cái con kênh này luôn mà cũng mới có một con rồi cả nhà. Thôi vô thùng đó, thấy giờ cái phập cảm giác nó phê phê sao. Trời ơi, nó khô hết sức bèo. Trời wow. Ngon lành, dục lên quá đã. Thật là đã. Đây cả nhà đây. Vậy là ngon lành phê. Kéo dài. Ngon lành từ hồi nãy giờ đi, bao nhiêu công sức của mình đã được đền bù của thằng Tính cho mấy của mình rồi cả nhà ơi. Đây rồi, ngon lành. Có chả để nướng. Wow. Đã cả nhà ơi. Ngon lành rã đã. Ừ, thấy không? Đã nói rồi mà nãy giờ cũng có ai cãi đâu hả. Đây con thứ hai cả nhà, ngon lành không? Cá này còn con ngon ngon thôi cả nhà. Đây tiếp tục đi, đi tới anh em, đi tới. Ôi rồi chạy rồi, con gì ấy, con ếch tính rồi. Ếch con thấy nó chọi đầu lên. Ngay chỗ đó luôn đó tính rồi, ngay chỗ giật luôn. Ừ, mò con đó trước đi. Thôi kìa, hơi mình chích lại ngay chỗ cái giò này luôn như tính, mò lại cái chỗ đó đó. Ướp cái gì ướp mà nhấp gì dễ gì chứ. Con ếch thấy gì? Biết sao nói. Biết rồi, con ếch thì tao thấy phóng lên trên luôn. Cá lóc. Cá lóc hả? Nín thở. Đâu rồi Tính ơi? Cá lóc hả Tính? Wow. Ngon lành, tới đây cầm dở lên. Dở lên, dở dở lên, tao lấy hình ảnh. Dữ vậy? Ngon lành. Ngon lành cả nhà ơi, quá đã, ngon lành. Nó mập chứ. Người nói mập như mày nữa chứ gì. Được rồi, tôi nói nó ốm hả? Đâu ốm, cá lóc đồng như vậy là được rồi, ngon. Thôi nữa. Ăn nói xà lên. Còn con ngay chỗ mày á. Ngay chỗ mày mò vòng vòng mấy cục cỏ. Nói gì? Nói tiên hùa, sợ con gì á. Lương quá. Con cá. Chào bác. Là nãy giờ là đó. Vậy là đủ được tổng cộng được bao nhiêu con rồi không? Đâu cả nhà, 565 con. Con này thì nó nhỏ quá thì mình đem để mình thả vô mương của thằng Tính. Thì cả nhà được 3 con cá lóc bự nha, một con lươn, hai con cá sả thì thả liền cho nó. Ừ, nói cá chạy vậy Tính, cá gì chạy Tính. Thấy nha cả nhà. Đây, mình cá thì nhỏ thì mình để chanh đâu, chánh chứ chanh em miếng bự dưới hả? Miếng bự dưới sao? Ăn thử rồi cả nhà, lâu lắm rồi. Mình đã cái này thịt chim này đã mười mấy năm rồi đó cả nhà. Ăn biết không? Bữa nay mình ăn thử lại. Coi có được không? Sao ăn trước đi. Trời ơi, bị. Nè. Ngon lành. Cái con Quỳnh, Quỳnh trước hay ta ăn trước? Ăn cái ăn trái. Ăn thấy không? Đây cả nhà, miếng thịt thịt chim bằng sơn nó nướng. Anh em mình nãy mình ăn được mấy con ốc. Bây giờ nói chung là mình cái clip của mình á thì mới đầu vô á đi bắt ốc nướng ăn trước rồi chờ nước rồi giờ là sẵn tiếng bắt được con chim, cái Quỳnh bắt được con chim bên lưới á, cái nướng, bây giờ đi xong chích cái quay lại ăn rồi nướng rồi quay lại cái đi chích nữa cả nhà. Rồi mời cả nhà mình nha, hôm nay lâu lắm mình ăn thử lại. Thấy thơm quá. Khôn dữ vậy sao? Chua. Đây. Nó chua té đáy. Ngon cả nhà, ngọt. Cảm giác sao? Phê, ngọt, lâu lắm rồi. Chạy gì á, cả nhà không cảm. Gắn anh mình chồng á. Gắn chứ. Không phải gắn thiệt, cho nên nhai khó khăn vậy lắm. Giấu cả nhà. Mình giấu em nó la lỡ la lớn lên rồi. Ăn nói xà lơ. Sao con ơi? Hỏi tay nghe cả nhà.
có tiếng kêu gì không mà sao làm gì hù hù dưới đây cá. Thôi mình đi cái kiểu này là Sơn đi là lẹ rồi cả nhà. Sơn nó làm chút xíu một nhắm mở mắt ra, nhắm mắt lại mở mắt ra là tới. Đó con gì đó nha. Tao thấy con gì đó nha Sơn. Sơn. Nó Sơn. Sơn Sơn. Ôi trời ơi cái cây ông nội ơi. Hú hồn. Nãy giờ ngay chỗ đó, ngay chỗ giật con mới vừa để xuống á. Ừ, nãy giờ chỗ đó đó. Cá nào đến nè? Cá. Con gì sao? Đó. Trời ơi, cũng được mà. Cá nó cũng trọng mà. Để thấy thấy lên canh. Ừ. Cá bằng nãy, cá em phải á. Ừ. Nó nóng mật ra. Nên này cái nhà. Cá nước bạc với cá nước tù giờ bỏ vô thấy rất xa. Rồi đi di chuyển qua bên mương mới rồi cả nhà. Con gì á? Thường nhựa xuống nha, tôi nói bé na một cái thôi kìa. Nó sợ na rồi đó, nó mới sững lại đó. Ô quỷ, quỷ nấm thần đây cái rô. À. À, bây giờ quay cả nhà. Bây giờ thấy ra, thấy anh ta. Nó mập, nó bự. Rồi còn sống luôn nè. Rồi thôi, cái nhà. Cái rô mà cái gà cái này hơi quá trời ngon. Cái đợt hởm mà mình chích mấy lần đầu nhiều lắm hết á. Lần này thì hết à. Cái phần nước này hơi nhiều. Nước này nhiều khó bắt cá rồi. Cần tính nó chích vừa có con cá trê nè. Thêm rô à. Mò thử ra, cá trê nó chết im lắm. Không có hết nè. Nó mới cá sặc mà. À, không có, thử đi. Cá chạy bữa là trong. Ừ. Nhấc nó ra ngoài sao đi. Rồi không có. Rồi lên thế này. Rồi đừng bắt mấy con nữa. Nhỏ. Rồi, rút. Rồi lên. Anh em mình kết thúc cửa đi cắt ở bên. Kết thúc quay trở về nhà làm ẩm thực cho cả nhà mình cùng trải nghiệm nha. Bây giờ thì đâu rồi được nhiêu cá đâu rồi sao? Bây giờ anh coi coi. Trời tối rồi. Cả nhà thấy hiện tại giờ thấy cá ngon ngon không cả nhà? Được 1 2 3 cái lóc lớn, được 2 4 cá, 3 cái lóc nhỏ, 4 cái lóc cứng vừa vừa. 3 4 cái rô và 1 cái rô phi. Cỡ tầm hơn 2 ký cá cả nhà. Quá ngon. Thôi. Anh em mình đi về. Lẹ lên trời chứng mưa dữ lắm mà cả nhà coi kìa. Trời chứng mưa đen hùi lùi luôn á, nãy giờ mình lo hết sức luôn á. Mình về tới nhà cha, vô nhà cha rồi cả nhà ơi. À, vô đây coi kìa, cả nhà biết đang làm gì không? Lẻ ốc bu vàng. Lẻ ốc vàng hơi nướng, hơi review cái món đó cho cả nhà mình xem nha. Cái món đó thì nó không có trong cái clip của mình. Còn ở đây, Sơn có biệt danh là Sơn Báo rồi cả nhà. Để mình coi coi cá nướng sao quay cho cả nhà mình xem nè. Đây là cả nhà. Cả nhà thấy anh em mình đem vô nướng nè. Đây, con cá này là con cá lau kiến hồi chiều không biết ở đâu mình thấy trong cái thau của mẹ cái mình làm mình bắt mình mặn luôn. Cả nhà thấy đây hai con cá lóc. Với bên đó mấy con cá lóc cứng nữa kìa. Mà có tổng cộng là ba con cá lóc. Hùng nó lấy nó kho chút xíu nữa là ăn cơm, chút xíu nhậu nhậu cái mình bữa nay chắc không có nhậu cả nhà. Ăn xong rồi anh em mình tập trung lại ăn bữa cơm mà cả nhà, không nhậu đâu. Nhậu không sao. Chiều chiều lại nhớ, chiều nhớ mồi tới điện, nhớ ngủ tới điện nó bỏ cơm. Vậy là Sơn nó nhậu rồi cả nhà ơi, đừng vào nó nhẹ thôi, cứ vào nó nhẹ thôi. Mình thì chắc ăn miếng cơm mà giọt cả nhà, tại vì tranh thủ chạy vô đây để làm cho clip. Tại vì hồi nãy mình đi bắt cá ở vườn tính thì nó gần nhà mình. Còn ở đây thì cách đây với nhà mình ra ngoài đó thì mình cũng nói hoài với cả nhà là khoảng 13 cây số đó, cho nên mình tranh thủ con để cho nó vàng vàng đi để ăn. Trời ơi, nướng cá nướng gấp quá nó không có ngon. Đây cả nhà, anh em mình nướng chín rồi nè. Cá này cả nhà ngon lành không, hấp dẫn không. Đây thằng Tính thì vô chảy quá cả nhà, cho nên Quỳnh là sẽ là người ăn miếng đầu tiên nha cả nhà. Nó đây rồi vô Quỳnh.
Đức Nguyên Khúc ăn con đúng con ăn cá nướng mà cả nhà ăn cá nướng với mình nha. Bỏ gì vậy? Bỏ xương để cho ông nhai xương trời. Ăn luôn xương tới mày ăn cái gì rồi? Chén muối ớt thần thánh, ớt không mà không có muối. Có cá đá dưới đó chị. Mời cả nhà nha. À, hơi thì mỹ quá ha. Rồi giờ tới mình nha cả nhà. Đây. Đây rồi. Mời cả nhà. Tối rồi cả nhà ơi. Anh em mình ăn cơm xong rồi dọn đây cả nhà. Giờ này cũng 7 giờ mấy rồi. Con không còn không biết bữa nay nó chặt mẻ gì nó héo kẹo rồi coi. Rồi rồi rồi. Đây là hai. Đó. Ai đó cứ gọi chạy. Ừ. Ngon quá. Đi vậy. Ăn là nguyên con luôn đó nè. Anh em mình ăn cơm cả nhà. Rồi. Tắt cái máy này của con. Video lại cái nhà. Con nhiều đá lắm. Coi xem kênh cái Trang Pha Vlog cả nhà nhớ đừng quên nha. Biết rồi. Dạ mạng của nó. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye cả nhà. Chúng con về nha.